Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 91. Sau khi khai chiến, Khương Tổ Vọng tự mình lãnh binh, nhanh chóng công chiếm đại quận, sau đó lập đại trướng ở đấy. Ông thân kiêm mấy chức, vừa để quân trung lộ ngăn cản quân địch đến từ hai vùng sóc hàng cánh trái, để họ không lo lắng phía sau, vừa lo phòng thủ Nhạn Môn. Đồng thời, là chỉ huy tối cao của cuộc chiến này, lúc nào cũng phải nắm chắc tiến triển của toàn cuộc chiến, ngay bất kỳ lúc nào điều chỉnh sách lược, chỉ huy toàn thể tác chiến tốt hơn. Mỗi ngày 300 thám báo tiếp sức, ngựa chiến không ngừng chạy đi chạy về giữa trướng soái và đại trướng trung lộ, cánh phải, để ông có thể nắm bắt tình huống nhanh nhất, truyền ra mệnh lệnh. Ở chỗ ông, từ khi khai chiến đánh mấy trận, quân địch ở Sóc Hằng đồn rằng ông đích thân trấn giữ, không dám ồ ạt xông vào, cục diện tạm coi là ổn định. Mấy hôm trước, ông vừa nhận được chiến báo mới nhất từ tuyến cánh phải. Chu Khánh và Trương Mật dẫn quân, được 8 bộ hiệp lực, đang vững bước đẩy cuộc chiến, cả đội thuận lợi vào U Châu. Hôm nay, tiệp báo từ quân trung lộ ông chờ bấy lâu, cũng được đưa vào đại trướng. Chả y qua hơn một tháng, sau rằng co chật vật, quân trung lộ rốt cuộc thành công phá Thiên Quan, đoạt Quảng Ninh, nắm trong tay đất Yến. Đây là một trận thắng lớn, đủ để khoe công, tất nhiên phải lập tức báo lên triều đình phấn chấn lòng người. Song không giống những phó tướng mưu sĩ đang hân hoan khích lệ bên cạnh, Khương Tổ Vọng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đã là một lão tướng từng trải xa trường, thắng lợi ấy cũng không thể để ông sinh ra bất kỳ cảm giác lơi lỏng nào. Cả đời ông, trải qua quá nhiều chiến trận. Bất kỳ một trận chiến nào, trước trận tất nhiên có thể quan sát toàn thể, phán xét hai phía, bên nào chiếm ưu thế, tiếp đó cho kết luận có thể khai chiến hay không. Nhưng cụ thể từng trận chiến thực tế sẽ không dễ dàng như vậy. Tình huống chiến tranh vạn biến có thể phát sinh mọi lúc. Một sơ sẩy sẽ ảnh hưởng kết quả toàn cục. Đây tuyệt đối không phải là ông buồn lo vô cớ. Khương Tổ Vọng phái người phát tiệp báo về triều đình xong, theo thói quen đi tới bản đồ và xa bàn tác chiến, đăm đăm nhìn chỗ trọng yếu của chiến lược, xuất thần. Mục tiêu cuối cùng trận chiến này là phá Tân Đô người địch, đuổi người Bắc địch về lại Bắc Đình. U Yến chính là lá bình phong che chắn cho hoa viên Tân Đô Bắc địch. Giờ mất đất Yến, U Châu là chỗ phủ Nam Vương trước đây của Xí Thư được gã nắm bắt nhiều năm, tiếp đến, chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào tiến hành phản công, thay đổi cục diện. Mà đối với chiến lược của Bắc địch, cộng thêm Xí Thư mới lên ngôi, Khương Tổ Vọng chưa bao giờ dám có nửa phần khinh thường. Tấn công chiếm đất Yến cũng chỉ là một khởi đầu tốt đẹp. Phía sau còn có từng trận chiến khó khăn không ngừng đang chờ. Có điều, cẩn thận thì cẩn thận, lòng tin của Khương Tổ Vọng vẫn thủy chung tràn đầy. Ông tin bộ hạ mình, triều đình thì có Nhiếp Chính Vương trấn giữ. Chỉ cần tiền tuyến đánh ổn thủ ổn, hậu phương ổn định, mục tiêu triển vọng kết thúc trận chiến trong năm cũng không hề xem như không thiết thực. Ông nhổ lá cờ nhỏ cắm ở vị trí Quảng Ninh trong sa bàn đã nhiều ngày, cắm trên đại diện quận Yến, bỗng nghe ngoài lều có tiếng bước chân dồn dập. Cánh tay còn ở không trung chưa thu lại của Khương Tổ Vọng khựng lại, lòng sinh ra cảm giác báo trước không rõ. Nghe từ tiếng bước chân, ông thấy được mấy phần lo lắng. Một khắc sau, nghe tiếng gào to. Đại tướng quân, xảy ra chuyện rồi, Tây Quan cấp báo. Sau khi khai chiến phía bên này, Tây Quan xem như hô ứng Nhạn Môn vốn cũng đã sắp xếp tương ứng. Ngoài Tây Quan, lấy Vân Lạc làm trung tâm đã xây tuyến phòng thủ kín kẽ. Giờ lại xảy ra chuyện, như vậy tuyến phòng thủ ở Vân Lạc đã bị phá, đây là sự thật dễ thấy. Nhưng, làm sao tuyến phòng thủ ở Vân Lạc lại có thể nhanh chóng bị phá rách vậy được? Chỉ cần có đối chiến, mình sẽ nhận tin, nhưng trước giờ không hề có nửa điểm động tĩnh. Khương Tổ Vọng sải bước ra trướng, nhìn thấy thân binh đưa một người đưa tin đang phóng tới. Trên quần áo người đưa tin nhuốm đầy vết máu khô đen, mặt mũi tiều tụy hoảng hốt, nhìn thấy Khương Tổ Vọng, không kìm được quỳ thụp xuống. Đại tướng quân, Yến Thừa đầu hàng Bắc địch, Lưu tướng quân trọng thương. Khương Tổ Vọng kinh ngạc ngẩn người, không thể bước tiếp, đứng nguyên tại chỗ. Người đưa tin lấy lại bình tĩnh tiếp tục hồi báo, bảo Yến thừa lúc đêm tối lặng lẽ bỏ trốn tới đại quân Bắc địch, còn định che giấu thủ thành, nửa đêm phục binh ở quan ngoại, dùng lý do đưa tin muốn dụ mở quan môn. May thay, lúc ấy Phàn Kính kịp thời chạy tới ngăn cản, nhờ vậy mới không gây đại họa. Nhưng Tây Quan bị vây công của trọng binh, công thêm không kịp phòng bị, một lần suýt bị người địch tấn công, Lưu Hoài Viễn dẫn quân anh dũng chiến đấu mới đoạt lại quan phòng, nhưng bị thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh. Tây Quan hiện giờ nguy nan một sớm một chiều, toàn bộ dựa vào Phàn tướng quân và tướng sĩ còn lại cùng nhau quyết chống, xin đại tướng quân đem binh gấp rút cứu viện. Người đưa tin giao lá thư do Phàn Kính đích thân viết, người cũng kiệt sức, nằm ra đất, khóc lóc không dứt. Phó tướng trong quân cũng đã nghe tin, khiếp sợ đưa mắt nhìn Khương Tổ Vọng. Ông nhanh chóng mở tin, đọc qua, tay hơi run run, sau đó vô lực rủ xuống, cặp mắt nhắm nghiền, cả người như hóa thành pho tượng, vẻ mặt ảm đạm vô cùng. Niềm hân hoan nhận tin Trung Lộ quân thắng lớn mang tới, giờ không còn lại gì. Tây Quan và Nhạn Môn hô ứng lẫn nhau như một cặp sừng, ở xa xa phương Bắc trông giữ Trường An quốc đô Đại Ngụy. Phía nam Tây Quan là Tiêu Quan, xưa nay Tiêu Quan được xem như là cửa Bắc Trường An. Nếu Tây Quan khó giữ, Tiêu Quan là tuyến phòng thủ cuối cùng của Bắc Trường An. Nơi đó cách Trường An, tính đường thẳng chưa đủ 1000 dặm. Một khi binh Bắc địch đoạt Tiêu Quan, đối với an toàn của Trường An là áp lực to lớn bực nào. Ở phút mấu chốt như này, vốn không thể nào xảy ra chuyện Vân Lạc phản bội Đại Ngụy nhất. Quân Ngụy dù có tấn công được U Yến, Trường An bị mất, thì thắng lợi này còn ý nghĩa gì? Không ai cả gan dám mở miệng nói một chữ. Tiếng khóc người đưa tin cũng từ từ ngừng nghỉ. Người đứng đầy xung quanh, chìm vào tĩnh mịch. Trong yên tĩnh khó chống cự muốn chết, Khương Tổ Vọng bỗng mở mắt. Thần sắc ông đã thành nghiêm túc, như dáng vẻ trước sau như một của ông. Người chung quanh nghe giọng ông trầm ổn, gọi tên hai tướng quân. Hai người kia lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ một chân chờ lệnh. Khương Tổ Vọng lệnh hai người lập tức dẫn hai đội tuyến quân cánh trái, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi Tây Quan cứu viện. Lệnh cho Chu Khánh, Trương Mật ở tuyến cánh phải tiếp tục tấn công, nhưng mục đích không phải nắm lấy U Châu, mà là kiềm chế binh lực Bắc định nhiều nhất. Lệnh cho Trung Lộ quân từ công chuyển thủ, dừng lại hành động đối với U Châu. Lệnh Khương Hàm Nguyên gấp rút chạy tới tiếp viện, tiếp quản vị trí Lưu Hoài Viễn. Lệnh Triệu Phát phân phối binh lực hợp lý, ưu tiên phòng thủ chiến quả là đất Yến, rút đội quân lui về tiếp ứng. Tất cả, toàn bộ nghe lệnh. Sau khi đâu vào đấy ban bố mấy mệnh lệnh xong, ông bỗng cao giọng. Lập tức khởi hành, ngày đêm chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng chết trận, theo ta lên đường bảo vệ Nhạn Môn. Khương Tổ Vọng hạ xong mệnh lệnh cuối cùng, toàn bộ đám bộ hạ giàu kinh nghiệm đã rõ. Xí Thư vừa bày ra thế cục như vậy, khi được như ý nguyện, dĩ nhiên cũng sẽ dự trù phản ứng tiếp theo này của quân Ngụy. An bài của Khương Tổ Vọng trước trận chiến đã bị rối loạn hoàn toàn. Ông phải tập trung đại quân ở gần chạy tới cứu viện Tây Quan trước. Như vậy, trước khi binh lực bổ sung lùi về, chỗ phòng bị đang trống sẽ có sơ hở không tránh khỏi. Xí Thư chắc chắn sẽ chớp thời cơ trước khi quân Trung Lộ quay về, dốc hết toàn lực, tấn công cánh trái quân Ngụy. Không thể không nói, ngón giải quyết tận gốc của Xí Thư này vô cùng tàn nhẫn. Lợi dụng biến số không ai dự kiến Yến Thừa, hóa toàn bộ ưu thế quân Ngụy đạt lấy từ lúc khai chiến tới giờ thành hư ảo. Chẳng những thế, với quân Ngụy mà nói, vấn đề hôm nay không còn là lấy lại U Châu lúc nào, mà là có thể bảo vệ Tây Quan hay không. Nhạn Môn có phòng thủ được không? Lương mọi người không khỏi phát rét, nhưng thấy Khương Tổ Vọng đứng nghiêm trước đại trướng, vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt lẫm liệt, thoáng chốc sinh ra dũng khí cực lớn trong lòng. Có một nhân vật định hải thần châm như đại tướng quân ở đây, sẽ không gì là không thể. Bọn họ nhất định có thể chống chọi áp lực, đánh bại kẻ địch sắp xâm phạm. Đại tướng quân yên tâm, bọn ta thề chết theo cùng, có chết trận cũng tuyệt đối không lùi bước. Lệnh Khương Tổ Vọng ban ra nhanh chóng được truyền đi lớp lớp, giữa tướng sĩ nổi cơn sóng sao động mãnh liệt. Vô số người nhào tới đại trướng, tiếng hồi đáp thay nhau vang lên. Khương Tổ Vọng chống đỡ đến giờ, cổ họng hơi ngọt, miệng tràn ngập một mùi máu tanh. Một chốc trước, đọc xong phong thư, ông đã cảm giác luồng huyết khí cuồn cuộn từ trong phế phủ, tiếp đó ngực khó chịu, đau đớn ập tới. Ông cố hết sức nhịn xuống, nên bộ hạ không nhìn ra sự khác thường của mình. Thời điểm đặc biệt thế này, ông tuyệt đối không thể có nửa điểm không tốt. Nếu không, một khi lòng quân dao động, chờ đợi ở Nhạn Môn sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Ông cố nuốt xuống búng máu vọt tới cổ họng, ngay sau đó nhìn quanh một vòng, cao giọng quát lên. Lập tức thi hành. Lúc Khương Hàm Nguyên nhận được quân lệnh khẩn cấp từ soái trướng là đang dẫn binh trên đường đi quận Yến. Mấy hôm trước, cô cùng lão tướng quân Triệu Phát sắp xếp xong kế hoạch hành quân kế tiếp. Do lão tướng quân trấn giữ đất Yến, cô lãnh binh chủ chiến. Sau khi đại quân xuất phát, vốn dự kiến sẽ gặp mấy điểm chướng ngại, song binh lực quân địch trống rỗng, gần như không hề tổ chức cái gì gọi là tuyến phòng thủ, để cô diệt sạch. Tiến triển thuận lợi đó không những không làm cô đắc ý, ngược lại làm cô thầm sinh nghi. Đây quả là kỳ lạ, nếu đã mất đất Yến, còn U Châu là đại bản doanh của Xí Thư, gã tuyệt đối không đến mức khinh thường đến bực này. Nếu bảo vì thất bại ở Thiên Quan mà gã thao lui, không còn lòng dạ chiến đấu thì càng không thể. Thất bại trong đại chiến lần trước đúng là gã hao tổn không ít, song chưa tới mức làm gã không còn binh lực để dùng. Chủ lực gã vẫn còn. Khương Hàm Nguyên nghi Xí Thư có mưu đồ khác, vì vậy quả quyết cho ngừng, không tiếp tục đi tới, cho quân chú đóng tại chỗ, đồng thời phái người thăm dò tình báo. Đây là chuyện 3 ngày trước. Trực giác của cô quả nhiên không sai, nhưng cô không hề ngờ rằng chuyện khác thường sau lưng cuối cùng có nguyên nhân từ đó. Như một cú đánh thật mạnh long trời lở đất, Khương Hàm Nguyên suýt nữa hít thở không thông, tai vang ong ong. Bắt đầu từ đời ông ngoại, Vân Lạc là một phe trung thành nhất ở Tây Quan Đại Ngụy, mấy mươi năm qua, lên lên xuống xuống, phong vân biến ảo, từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Cho đến giờ, lấy Vân Lạc làm trung tâm, khu vực được liên kết thành một tấm bình phong đầy lực che chắn. Ngày trước đó không lâu, cậu đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu đối địch. Sao Yến Thừa lại làm ra chuyện như vậy? Khương Hàm Nguyên không muốn tin, càng không thể hiểu được hành động của Yến Thừa. Đó là chuyện mà cậu em yên tĩnh yếu đuối từ nhỏ sẽ làm ra ư? Nhưng người đưa tin, nào ai khác, là Phàn Kính. Đây là sự thật, không thể nghi ngờ. Tất thảy đều không cách nào sửa lại. Sau cơn rối loạn ngắn ngủi, Khương Hàm Nguyên nhanh chóng định thần. Trước trận chiến, triều đình vốn đã dấy lên tiếng phản đối, giờ còn xảy ra bất ngờ, Thúc Thận Huy có là Nhiếp Chính Vương thì áp lực chàng sắp phải đối mặt, có thể tưởng tượng được. Mặt khác, biến cố này có thể làm niềm tin của Thúc Thận Huy với cha và mình bị dao động theo không. Nhưng đang khẩn cấp, Khương Hàm Nguyên không rảnh lo lắng mấy việc này. Cô biết nguyên nhân cha phái mình đi Tây Quan gấp rút tiếp viện. So với hai vị tướng quân lên đường sớm hơn cô một bước kia, cô quen thuộc địa hình và nhân sự khu vực ấy hơn. Cô nhanh chóp ép mình bình tĩnh lại, từ bỏ mọi ý nghĩ vớ vẩn, cuối cùng trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất. Đó là phòng thủ Tây Quan, tuyệt đối không thể để Trường An bị bất kỳ uy hiếp nào từ phương Bắc. Cô lập tức rút quân, xin Triệu Phát thi hành lệnh Khương Tổ Vọng, cùng ngày dẫn đội khinh kỵ của Thanh Mộc Doanh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Vân Lạc gấp rút tiếp viện. Mặc dù cô lên đường chậm hơn đại quân cánh trái, chặng đường cũng xa hơn, song tốc độ hành quân phe cô hơn xa, chưa tới nửa tháng, hôm ấy, cô đến trước đại quân mấy ngày, đã đến Tây Quan. Nơi đây đã không còn yên tĩnh của năm xưa, trong ngoài quan lâu hùng vĩ đã nhuốm thành một màu máu. Tây Quan tháng 3, vốn còn mang cái lạnh mùa xuân còn chưa dứt, nhưng giờ phút này, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối nồng đậm muốn nôn ói. Trong lúc nghỉ chiến, xa xa, có đám kền kền lớn quanh quẩn, đáp xuống, không hề kiêng kỵ mổ ăn những xác chết bắt đầu thối giữa không ai dọn dẹp kia. Đại quân Bắc địch tới gần, mấy trăm ngàn binh mã lên đường chẳng phân biệt ngày đêm, bất cứ lúc nào bất kỳ khi nào sẽ phát động điên cuồng tấn công đến đây. Ý đồ của Xí Thư đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Khi sách lược xin hòa không có hiệu quả, gã đã liêm mắt tới Tây Quan. Nếu mưu tính của gã được như ý, binh vào Tiêu Quan, Trường An sẽ nguy cơ tràn ngập, đến chừng đó, nước Ngụy sẽ bất đắc dĩ tụ tập binh lực để đối phó với an nguy đô thành. Đến chừng đó, khó khăn u Yến sẽ được giải quyết dễ dàng. Chẳng những thế, việc này cũng tuyên bố hùng tâm bừng bừng của Đại Ngụy trong trận Nhạn Môn Bắc tiến đã hoàn toàn thất bại. Trong vòng mấy năm, nước Ngụy đừng hòng lại mở cuộc đại chiến quy mô lớn thế nữa. Càng không cần phải nói, cho dù cuối cùng nước Ngụy có thể đẩy lùi đại quân Bắc địch bảo vệ Trường An, nhưng biến cô ấy sẽ đánh bại trong lòng trên dưới toàn bộ nước Ngụy lớn mức nào, có thể tưởng tượng được. Phàn Kính và tướng sĩ Tây Quan chưa chắc có thể nghĩ ra toàn bộ, nhưng có điều, mỗi người trong số họ đều biết, Tây Quan không thể mất. Ngày đó, sau khi Lưu Hoài Viễn bất hạnh qua đời sau cuộc chiến, Phàn Kính và quân Tây Quan còn lại coi giữ, một lần lại một lần đóng cửa thủ đất, đánh lui tấn công của đối phương. Chiến sự kéo dài đến tận giờ, họ đã cố thủ gần 1 tháng, thương vong thảm trọng, nếu không phải nhờ thành quan kiên cố, dũng khí thể không lùi bước, cộng thêm ủng hộ của dân chúng xung quanh, tòa quan thành này đã bị phá vô số lần. Mới đây, bọn họ vừa chìm trong một trận tấn công hung mãnh điên cuồng. Nhưng gần đây, bầu không khí tuyệt vọng ức chế trong quan thành không ngừng dâng lên. Dù mặt lương thực có dân chúng ủng hộ, Vấn đề không lớn, còn kiên trì thêm một quãng thời gian nữa, song quân nhu quân dụng và vũ khí cần thiết để thủ quan thật cấp bách. Binh lính trong biên chế có sức chiến đấu có thể ngăn cản quân địch cũng ngày càng giảm bớt. Cuối ngày hôm nay, lại xuất hiện tình cảnh ngày đầu kia. Binh lực không đủ, cộng thêm vũ khí thiếu hụt, dân phu tạm thời được huấn luyện ngắn ngủi leo lên quan lâu kia không đỡ được tế công như thủy triều dâng, chỗ phòng thủ xuất hiện sơ hở, để cho một đội quân địch đạp lên xác đồng đội chất đống như núi, thành công giết tới quan lâu. May thay, cuối cùng đối phương không xé thành chỗ rách, Phàn Kính người mang huyết chiến ngăn cản, đánh sáp lá cả, rốt cuộc giết chết toàn bộ quân địch tấn công, cuối cùng nhờ trời tối, khó khăn lắm mới giữ được cửa đóng. Trong trận đấu ban ngày, quân địch đối diện tuyên bố, hoàng đế mới phải đội ngũ tăng viện không lâu sẽ đến, lệnh họ đầu hàng, tránh gặp phải cảnh phá quan đổ thành. Phàn Kính cảm thấy đây cũng không phải là đe dọa, e là thật. Giờ đây, cuộc chiến kịch liệt mới vừa kết thúc không lâu. Ông đứng trên lâu đang trở nên trơn trượt vì máu chảy bùn sình. Bên cạnh ông, đám binh lính còn sống sót lặng lẽ tái diễn cảnh mỗi khi cuộc chiến đi qua, giải đất trống trơn trượt, chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Không ai lên tiếng, đến giờ, mọi người, bao gồm cả ông, tinh thần đã là căng thẳng đến cùng cực, thể lực tiêu hao hết bến bờ. Chính vào lúc này, ông nghe được tin rằng viện quân đại tướng quân phái tới đã đến, ông mừng rỡ như điên, dẫn người ngựa ra nghênh đón. Khi rốt cuộc nhìn thấy Khương Hàm Nguyên, một khuôn mặt mệt mỏi đầy phong trần của cô, nghe gọi câu chú Phàn, người đàn ông cứng rắn như đá kia trong tích tắc không thể kìm được ưu tư, cặp mắt ẩn lệ, quỳ xuống dập đầu. Tướng quân, xin lỗi ngài, tôi không trông chừng Vân Lạc kỹ lưỡng. Giọng ông nghẹn ngào. Phòng thủ Tây Quan, các người là công thần lớn nhất. Khương Hàm Nguyên nhanh nhẹn xoay mình xuống ngựa, bước tới đỡ Phàn Kính dậy. Chương 92. Phàn Kính xưa nay là kiện tướng trong đám thủ hạ nhà ngoại. Khương Hàm Nguyên, quan hệ sâu đậm với cậu của Khương Hàm Nguyên, thân như anh em, ông lại là thân tín của Khương Hàm Nguyên, có uy vọng ở Vân Lạc. Năm ngoái sau khi nhận lệnh quay về, cùng Yến Thừa và người cậu Trung Thừa đã gánh trách nhiệm nặng nề phó tá Yến Thừa. Cuối năm ngoái, Yến Thừa và Trung Thừa cùng dẫn một đội ra ngoài tuần biên, gặp một đội du kỵ người địch nhỏ. Địch kỵ chạy trốn, Yến Thừa không màng tới Trung Thừa khuyên can, đuổi đánh không thôi, kết quả trên đường lại gặp một đội du kỵ khác. Trong lúc mâu thuẫn, cậu bị lạc khỏi đại đội, không quay về trong cùng ngày. Ngày triều đình và Bắc địch khai chiến sắp tới, quãng thời gian ấy, Phàn Kính cả ngày bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến, sau khi biết tin, nóng nảy không thôi, dẫn người tìm khắp nơi, qua mấy ngày vẫn không có kết quả, ông cho rằng Yến Thừa đã giữ nhiều lành ít, đang định báo tin cho Khương Hàm Nguyên thì Trung Thừa tìm được Yến Thừa, dẫn cậu ta về. Người cậu bị thương, nhếch nhác hết sức, kể rằng hôm đó sau khi bị lạc khỏi đại đội, để tránh truy binh phía sau, ngựa chạy quá nhanh, không cẩn thận cả người lẫn ngựa bị té xuống vách núi hôn mê. Chờ khi tỉnh lại phát hiện địch kỵ đã rời đi, cậu may mắn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ăn gió uống sương, nửa đường gặp người đi tìm cậu mới còn sống sót. Cậu đã có thể bình an trở về là điều cực kỳ may mắn. Phàn Kính thở phào nhẹ nhõm, chuyện qua đi, lại một lòng tiếp chuẩn bị chiến đấu. Năm sau, theo đại ngụy xuất binh Nhạn Môn, thế cục phía Tây Quan cũng trở nên khẩn trương hơn. Ông và Thủ tướng Lưu Hoài Viễn của Tây Quan dựa vào nhau. Ông luyện binh tiền tuyến, cả ngày phòng vệ. Tháng trước, một hôm ông tự dưng nhận được tin, Khương Hàm Nguyên phái sứ giả tới, bảo có chuyện quan trọng liên quan tới chiến sự, hết sức khẩn cấp, gọi ông lập tức về gặp mặt. Ông không trễ nải, bàn giao mọi chuyện, cả đêm chạy về, nửa đường gặp phải một thân tín trong thành báo rằng Yến Thừa đã đầu hàng địch, cùng cậu của hắn đã bí mật lập mưu lừa ông về trong thành giết chết, sau khi biết tin đã trốn ra chặn không cho ông quay về. Người nọ bị thương quá nặng, báo tin xong thì chết, lúc này quân đuổi giết cũng đã chạy tới. Phàn Kính dựa vào võ lực hơn người cuối cùng đã thoát khỏi đuổi giết, lo rằng tiền tuyến sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không để ý mọi thứ quay ngược trở lại, nhưng chưa tới nơi, đã thấy khắp núi, xuất hiện vô số địch kỵ đang chạy về hướng Tây Quan. Đến đây ông đã rõ, hẳn là binh địch đã được Yến Thừa đưa vào sau khi điều ông đi. Nhớ lại, mấy ngày Yến Thừa mất tích năm ngoái kia, là bị người địch bắt làm tù binh, sau thả về. Hoặc là toàn bộ xung đột khi ấy vốn là mưu của người địch, mục đích chính là lôi kéo Yến Thừa. Khi đó ông không có sức xoay chuyển trời đất, đành theo một lối nhỏ ngày đêm đi đường, rốt cuộc chạy tới Tây Quan truyền tin trước Yến Thừa, khó khăn lắm mới giúp Tây Quan tránh thoát một tai họa lớn, chống chọi đến hôm nay. Phàn Kính kể xong, thấy Khương Hàm Nguyên hơi nhíu mày, hồi lâu không nói gì, cắn răng nói. Chờ quân cứu viện đến, xin tướng quân cho tôi một cơ hội làm lại. Cảm giác tội lỗi trong lòng ông đã tới tận cùng, đã chuẩn bị xong việc cùng người địch lấy mạng đổi mạng, nói ra mấy lời này không chút chần chừ. Không ngờ cô lại hỏi. Những thuộc cấp của cậu, xảy ra chuyện như vậy, chả lẽ tất cả đều cam tâm đi theo. Hiện giờ Yến Thừa dẫn theo những người tử chung với ông ấy theo quân địch công thành, Trung Thừa ở lại Vân Lạc, trông coi số còn lại này. Người nhà bọn họ bị quản thúc, không dám phản kháng. Khương Hàm Nguyên leo lên quan lâu nhìn ra xa, một lát sau, từ tốn nói. Chú Phàn, viện quân còn mấy ngày mới có thể tới. Họ đều là người cũ của cậu, nếu cậu ở dưới đất có biết, hẳn cũng không muốn thấy bọn họ đi theo Yến Thừa bước vào đường chết. Cháu muốn đi Vân Lạc một chuyến, gặp mặt bọn họ một lần. 3 ngày sau, quân địch tiếp viện đến, theo kế hoạch đã định, qua cửa ải vốn do Vân Lạc phòng thủ mà chạy tới Tây Quan, không ngờ cả đội đi tới đã thấy rừng cây phía trước bốc cháy, cản trở đường đi, lửa nhanh chóng lan tràn, chiến mã chấn kinh rừng vó lùi lại. Lửa mượn sức gió dọc theo hai bên cửa ải không ngừng đốt tới. Quân địch bị ép lui lại, đúng lúc này, trên sườn núi hai bên cửa ải tự dưng ập xuống một lượng dầu hỏa lớn, nhanh chóng bắt lửa, trong khoảnh khắc, cả vùng cửa ải bị nuốt chừng trong ngọn lửa hừng hực, thiêu chết làm bỏng địch kỵ vô số kể, số còn lại chật vật lùi lại, không thể tiến lên. Đây chính là vùng tiền tuyến trước đây Phàn Kính chuẩn bị cho cuộc chiến. Mà sở dĩ Vân Lạc có thể trở thành trung tâm ngoài Tây Quan, thủ qua nhiều năm mà không ngã, là dựa vào chỗ cửa ải này, dễ thủ khó công. Phàn Kính từng chuẩn bị một lượng lớn dầu hỏa ở đây để dùng chiến đấu trong bất cứ tình huống nào. Lúc ấy chưa dùng đến, bây giờ rốt cuộc đã phát huy được tác dụng. Lúc lửa lớn ngập trời phía bên này, Yến Thừa đang hộ tống quân. Địch công thành Tây Quan không hề ngờ tới, chị của cậu ta Khương Hàm Nguyên đã thần không biết quỷ không hay lẻn về đến Vân Lạc. Cô vừa lộ diện đã được quân dân toàn thành ủng hộ, Trung Thừa nghe ngóng chuồn nhanh. Mấy người cụ Yến thị bị bức hiếp cũng rối rít chạy qua phe Khương Hàm Nguyên, sau đó, binh sĩ và dân chúng còn ở lại Vân Lạc dưới sự dẫn dắt của Phàn Kính đã tổ chức hỏa thiêu quân địch mới tới nơi. Đường lúc lửa lớn còn thiêu đốt quan ải, Khương Hàm Nguyên lại lặng lẽ lẻn về Tây Quan. Lúc này, viện quân Khương Tổ Vọng phái tới cũng đã đến. Quân địch bị chặn ở đây đã lâu, người ngựa mỗi ngày bị tiêu hao kinh người. Là vũ khí hay lương thảo cũng thành chuyện lớn. Xưa nay người địch không có thói quen mang theo quân nhu lương thảo, mà chỉ dùng chiến dưỡng chiến, sau khi đến nơi, hoàn toàn dựa vào Vân Lạc các chốn cung cấp mới duy trì cả đội. Tới giờ, binh mã hậu viện chưa tới, như thế vấn đề quan trọng tiếp theo là mối nguy về lương thảo. Khẩu phần ăn của con người thì còn có thể trèo trống vài ngày, cùng lắm thì ăn ngựa bị thương hay ốm yếu, song lương thảo cho ngựa chiến lại là vấn đề lớn, rất nhiều chiến mà ăn không đủ no, đành gặm ăn cỏ dại cho đỡ đói. Trùng hợp, ngay sau khi viện quân nước Ngụy đến, Vân Lạc cũng đưa đến một đám cỏ khô cần thiết. Vấn đề của quân địch đã có thể giải quyết, không cần đợi viện binh, trên thực tế, cũng không còn cách nào khác, vì quân Ngụy cũng đã tập kết xong xuôi, chủ động khởi chiến. Trận chiến này, không còn là cuộc chiến công thành hay thủ thành trước đó. Khương Hàm Nguyên tự mình dẫn kỵ binh xuất quan, nghênh chiến chính diện. Trận chiến chém giết kịch liệt, máu thịt tung tóe. Đường lúc chiến đấu say sưa, rất nhiều quân địch phát hiện không đúng. Chiến mã của bọn chúng trở nên chậm chạp dần, ban đầu còn gượng cố trèo trống, sau nhao nhao ngã xuống đất không thể đứng dậy. Thì ra trong mớ cỏ khô chuyển tới có trộn độc, sau khi ngựa ăn xong như bị say rượu, cơ bản không thể tiếp tục tác chiến. Lúc này lại có tin, Vân Lạc có biến, viện quân bị lửa thiêu cản lại bên ngoài không thể đến kịp. Mà so sánh song phương đã rõ, phía kia là vô số quân Ngụy ôm sát ý mãnh liệt mà đến, người người quyết tử chiến đấu. Bại trận của quân địch là không chút ngăn trở. Cuộc giã chiến quy mô lớn ngoài Tây Quan qua đi, sau đó chiến sự lắt nhắt đứt quãng kéo dài thêm mấy hôm, cuối cùng, quân địch chạy về phương Bắc, chiến sự tuyên bố kết thúc. Biến cố lần này từ lúc khởi đầu đến bấy giờ mới kết thúc đã kéo dài gần 2 tháng. Dù không lâu lắm, kết quả cũng tạm, Tây Quan không lo ngại, các vùng Vân Lạc lại quay về tay Đại Ngụy. Song hậu quả việc phản bội đem lại chưa thể kết thúc. Phàn Kính dẫn người bắt được Trung Thừa đã chạy trốn nhiều ngày, từ miệng hắn biết được, cuối năm ngoái lúc Yến Thừa gặp đội kỵ binh người địch bị lạc đội xong, đúng là đã rơi vào tay người địch. Đối phương có lai lịch không nhỏ, là chú của Xí Thư tả Xương Vương Mục Đáp, đích thân ra tay ép bức dụ lợi, đêm đến còn sắp xếp một cô gái qua đêm cùng cậu ta rồi thả về. Không lâu sau, đợi Đại Ngụy xuất binh Nhạn Môn, Yến Thừa âm thầm kể cho Trung Thừa, muốn hắn ta giúp đỡ mình đầu hàng Bắc địch, ngày sau cùng hưởng phú quý. Cô gái đêm đó cũng không phải người bình thường, là con của Tả Xương Vương. Tả Xương Vương còn hứa hẹn thông gia tương lai, củng cố quan hệ, không chỉ thế, ông ta còn dùng lời Xí Thư hứa hẹn, sau khi thành công, không những địa vị của Vân Lạc không đổi, mà thông gia xong, Xí Thư còn cân nhắc giao luôn Tây Quan cho cậu ta. Vì thế, Yến Thừa hoàn toàn ngả về Bắc địch. Không chỉ thế, Trung Thừa vì mạng sống còn khai ra một chuyện khác. Trước đó Yến Thừa bị ma quỷ ám, sau khi cha Yến Trọng bị thương, vì để sớm lên thành chủ, dùng danh tận hiếu tự tay sắc thuốc, thật ra âm thầm động tay động chân trong thuốc, bớt đi một vị thuốc trị thương chính. Yến Trọng cuối cùng không thể qua khỏi, chết tuổi tráng niên, hẳn là do hành động này làm hại. Việc này cậu ta cực kỳ bí mật, đến Trung Thừa cũng phải mãi sau này qua chính miệng Yến Thừa mới biết. Mục đích Yến Thừa nói cho hắn là để kéo hắn xuống nước. Nếu Yến Thừa có chỗ không tốt thì hai người sẽ là đồng đảng. Yến Thừa cũng đã bị bắt, xử lý thế nào, xin tướng quân định đoạt. Cuối cùng, Phàn Kính nhìn bóng lưng cứng đờ như hóa đá của Khương Hàm Nguyên, thấp giọng nói. Trời tối, trời lại sáng. Khương Hàm Nguyên ngồi một đêm, đến trạng vạng tối hôm sau, đi tới chỗ thung lũng an táng người Yến thị. Nơi đây là nơi an nghỉ của ông ngoại, mẹ, cậu, còn có rất nhiều tổ tiên cô chưa từng gặp qua. Tất thảy bọn họ, đều khí phách vang dội, vì mảnh đất này có thể yên bình đời đời, dù có chảy đến giọt máu cuối cùng trong cơ thể, cũng sẽ không tiếc. Nhưng hôm nay, lại có một kẻ không giống, một tên bại hoại. Khương Hàm Nguyên đứng trước mộ phần của cậu, nhìn chằm chằm người dưới chân. Là Yến Thừa từng là cậu em trai của cô, tóc tai gã bù xù, máu bết đầy người, chân tay bị trói, quỳ sấp trên đất, gục đầu không nhúc nhích như đã chết. Khương Hàm Nguyên biết người nhìn như chó chết trước mắt cái này, vẫn còn chưa chết. Cô nhìn bóng lưng gã đăm đăm, giọng viêm đến khàn nói. Xí Thư trăm phương ngàn kế để mắt tới ngươi, bày cuộc đẩy ngươi phản bội Đại Ngụy, hành động này ta còn có thể hiểu, có lẽ vì ngươi thấy đã mất đường lui. Nhưng còn cậu, người là cha ngươi, vị trí thành chủ này, trước sau gì chẳng là của ngươi. Người thiếu ngươi chỗ nào, mà ngươi lại muốn hại người. Yến Thừa nhắm mắt, vẫn bất động. Nói. Khương Hàm Nguyên nghiêm nghị quát. Yến Thừa mở mắt, giãy giụa siêu siêu vẹo vẹo bò dậy, từ từ quay lại ngẩng đầu cười lạnh. Ngươi muốn biết à, vậy ta nói cho ngươi hay. Ngươi có biết, nghe ông ta khen ngươi trước mặt ta, ước gì ngươi là con của ông ấy, ta cảm nhận thế nào? Từ bé đã thế, lớn lên vẫn vậy. Người người đều gọi ta là thiếu chủ, song từ trên xuống dưới, mấy ai chân chính coi ta là thành thiếu chủ. Đến cả đứa con nít 3 tuổi trong thành Vân Lạc, cũng còn biết danh tướng quân Trường Ninh. Tướng quân Trường Ninh. Yến Thừa dùng giọng điệu ghét bỏ cùng cực, lặp lại cái tên này một lần nữa. Ông ấy đã không xem ta là con, vậy tại sao ta không thể dự định cho mình chứ? Ông ta đáng chết từ lâu rồi, còn ngươi nữa, ta có ngày hôm nay, chẳng phải là ngươi hại sao? Nếu trên đời này không có kẻ như ngươi, nếu còn bé không phải ngươi vào nhà của ta, ta sẽ rơi vào tình cảnh ngày hôm nay ư. Tất cả đều là do ngươi hại, đồ sói cái chẳng lành, ngươi mang xui xẻo đến cho người bên cạnh, ngươi hại chết mẹ ngươi, hại chết cậu ngươi, giờ lại muốn hại chết ta. Ngươi nghĩ chuyện này sẽ kết thúc sao? Ta nói cho ngươi hay, còn lâu mới đủ. Gã nhìn Khương Hàm Nguyên, trong mắt phát ý hận thù mà rốt cuộc không cần che giấu, môi khẽ lộ nụ cười tàn nhẫn khoái trá. Từng người một bên cạnh có quan hệ với ngươi, cha ngươi, phải rồi, còn tay Nhiếp Chính Vương kia nữa, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Giọng gã im bặt mà dừng. Khương Hàm Nguyên rút kiếm, đâm thẳng một kiếm vào ngực gã. Mặt Yến Thừa hiện vẻ đau đớn, vẫn cố giãy giụa nghiến răng phun ra câu nói sau cùng. Chị à, ngươi đó, chính là người bẩm sinh đã chẳng lành. Đôi mắt Khương Hàm Nguyên đỏ rực, thần sắc lạnh lùng. Cô từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Yến Thừa đang co rút dưới kiếm của mình, phát lực, đẩy trường kiếm tới trước. Thân kiếm đâm xuyên tim người, thấu lưng mà ra. Cuối cùng cô rút kiếm, xách ngược về tay, mặc cho máu dọc theo lưỡi kiếm không ngừng chảy xuống mặt đất dưới chân. Cô cứ thế, lẳng lặng nhìn Yến Thừa ngã ra đất từ từ ngừng giãy giụa, chết đi hoàn toàn, rồi xoay người cất bước rời đi. Ban đầu bước chân cô còn nặng nề mà chậm chạp. Trước mắt cô, hiện ra dáng vẻ người mẹ trong tưởng tượng của mình, Bàn tay nhỏ non mềm của bé con Viên Toại trưởng nắm chặt tay mình, nụ cười khuôn mặt của người cậu chưa từng rời đi, bóng người cô đơn mà kiên nghị của cha. Còn có cả chàng, người đàn ông ngồi trên ngôi cao triều đình, đang bổ sóng trảm biển hộ giá hộ thuyền vì cô. Chỉ cần niềm tin của chàng vẫn thế, cô thề, chắc chắn không phụ chàng. Bước chân nàng mỗi lúc một nhanh, một vững vàng. Yến Thừa đã sai, cho đến chết, cậu ta vẫn bị ai dừng lại cậu lúc còn bé, mãi không lớn lên. Không phải là cô chẳng lành, mà là mối họa chiến tranh chẳng lành. Chuyện Khương Hàm Nguyên cô muốn làm là kết thúc mối họa chiến tranh, đổi một thái bình cho bốn vực, thiên hạ không còn chiến. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 93. Trường An, đêm xuống. Gió từ cửa sổ thư phòng tràn vào trong, mang đến ánh nến chập chờn, tranh sáng tranh tối, hắt lên mấy bức tin báo đặt trên bàn. Bức thứ nhất, Thúc Thận Huy nhận được đầu tiên, Trung Lộ quân đại thắng, Khương Hàm Nguyên và lão tướng quân phối hợp ăn ý, phá vỡ thế rằng co chật vật, khống chế đất Yến. Lúc nhận được tin chiến thắng, Thúc Thận Huy chỉ thấy vô cùng kiêu ngạo. Y không thể nào đích thân lao tới chiến trường, càng không thể kể vai chiến đấu cùng nàng ấy, thứ may mắn đồng y đồng bào, song cho dù thân ở kinh thành, bốn vách tường như lũy, nhắm mắt lại y cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng nàng ấy rút kiếm rong ruổi, dáng vẻ anh tư vô cùng, cứ như chính mình trải qua. Nàng ấy khiến y cảm thấy vinh yên sâu sắc, nàng đang thực hiện mong ước vốn có của mình, làm y cảm nhận được niềm vui cực lớn. Làm y cảm thấy, tất thảy mình làm đều đáng giá. Nhưng, cảm giác vui sướng sâu sắc còn chưa kịp nhấm nháp sâu trong lòng thì vừa ngay theo sau là bức tin báo thứ hai được đưa về Trường An. Vân Lạc phản bội đại ngụy, Tây Quan báo nguy. Tây Quan mà triều đình hao tốn lực lớn điều hành, xem như vững như thành đồng. Trong một đêm, hoàn toàn tan rã. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết, cú đả kích to lớn, xưa nay chưa từng có. Toàn bộ triều đình đều khiếp sợ, Khương Tổ Vọng đứng mũi chịu sào, mọi âm thanh chất vấn trách móc ông, phô thiên cái địa. Luận điệu, Trường An nguy, cũng đầy xôn xao. Phong ba chẳng những cuốn lấy triều đình mà còn lan tràn ra ngoài cung. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng xào xáo ầm ĩ. Không lâu sau lại có tin, Tây Quan đã phá, đại quân Bắc địch thẳng tiến Tiêu Quan cửa Bắc Trường An, Tiêu Quan không đủ đề phòng, sắp sửa phá quan, thiết kỵ Bắc địch giết người như ngoé sẽ xuôi Nam Trường An. Lời đồn nhanh chóng lan tràn, nghe nói lúc đầu là có người nhìn thấy đại trưởng công chúa từ Mi Viên thành Bắc yên lặng rời đi. Hành động này như đã nhóm lửa, phú hộ gần đó rối rít bắt chước, thu dọn nhà cửa vật quý, chuẩn bị xe ngựa trốn khỏi Trường An. Chuyện càng làm vững tin đồn, chẳng lâu sau, trên hướng ra khỏi thành, xe ngựa đầy đảo, thậm chí còn kẹt đường, tiếp đó, đến cả nhà nghèo bình dân cũng không thể yên tâm sinh hoạt, nghe ngóng tin tức khắp nơi. Đến khi Thiên Môn Ti ra mặt bác bỏ tin đồn, nghiêm khắc cấm chỉ, mới ép được tin đồn tản, song lòng người bàng hoàng khó mà lắng xuống. Tiếp đó, tin báo liên quan đến tiến triển thứ ba, thứ tư, rồi càng nhiều, như tuyết rơi bay tới. Khương Tổ Vọng ra quyết định thật nhanh, khai thác những cách đối phó hợp lý nhất ở vị trí của mình có thể đạt được. Kết quả sau đó, cũng đã chứng minh các đối sách của ông kịp thời và hữu hiệu. Khương Hàm Nguyên đã bình định loạn Vân Lạc, phá giải xong tình thế nguy hiểm, lấy lại Tây Quan về trong tay đại ngụy. Luận điệu, Trường An nguy, rốt cuộc không còn vang dậy, song đấy cũng chẳng thể nói rõ điều gì. Đây chỉ là đền bù bọn hắn nhất định phải làm được, không thể giảm bớt tội lỗi bọn hắn phải gánh chịu. Vân Lạc mưu phản và những tổn thất to lớn do đó mà ra, những ảnh hưởng trái chiều, phải có người chịu trách nhiệm. Ban đầu mũi thương chĩa vào Khương Tổ Vọng, ông ấy chịu đựng không trốn tránh trách nhiệm. Tiếp đó, từ từ, chẳng biết từ lúc nào, lặng lẽ chĩa tới Nhiếp Chính Vương đương triều. Là từ đầu y không thèm mang tới lời can gián của đông đảo đại thần, khăng khăng trọng dụng Khương Tổ Vọng, xuất binh Nhạn Môn, mới dẫn tới hậu quả ác liệt như vậy, ảnh hưởng khó tiêu tan. Yêu tư ấy không những âm thầm ấp ủ trong triều, mà còn truyền ra bên ngoài. Thậm chí, khác với trong triều không ai dám can đảm chân chính lên tiếng nhằm vào bản thân y, ở bên ngoài, bàn luận trái lại bớt cố kỵ hơn. Nếu nói, trong mắt người thiên hạ, trước đây y là cánh tay của tiên đế, là Nhiếp Chính Vương phụ tá thiếu chủ hoàn mỹ, không một tí vết, thì giờ đây, y không thể tránh khỏi rơi xuống thần đàn. Vì Vân Lạc phản bội đã ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của dân chúng sợ hãi trong lòng, cảm xúc của họ cần chỗ phát tiết. Có lẽ, cũng không loại trừ chuyện âm thầm có người dẫn dắt. dư luận nhanh chóng ấp ủ, lên men, rồi bộc phát. Ngay tức khắc, y trở thành đối tượng bị giận chó đánh mèo. Y không còn là vị thần tiên đế từng ủy thác, lúc trước y phong quang tễ nguyệt bao nhiêu, giờ đây lòng giả khó lường bấy nhiêu, nhóm tiểu dân từng ngưỡng vọng y, tán thưởng y, thậm chí xem y như vị thần, bây giờ lại cảm thán biết người biết mặt, lại không biết lòng. Dùng tay đẩy ngã tượng thần, tự nhiên chân cũng sẽ không mềm. Hào quang trên đầu y tháo xuống, y nghiễm nhiên cô phụ tín nhiệm của tiên đế, biến thành một tên đại quyền thần tâm cơ thâm trầm, quyền nghiêng triều chính. Chiếc mũ lừa đời lấy tiếng mơ hồ chụp lên đầu y, liên quan tới mục đích vì sao trước đây y không thèm nghe phản đối, kiên trì nhất định phải đánh cũng thành rõ ràng, không thể che lấp. Có tin đồn, y muốn lên ngôi, chỉ thiếu bước cuối cùng. Trận chiến này chính là bàn đạp cuối cùng mà y đã dự mưu. Tây Quan xảy ra loạn, đó là trời cao muốn cản trở. Sự tàn ác của y lại bắt người trong thiên hạ cùng chung gánh chịu. Cứ thế, mấy phỏng đoán tinh biến và động đất trước đây trong dân gian như vậy, bắt đầu cháy lại từ cho tàn. Làm Cao Tổ xuất hiện điềm lành, minh chứng đương kim thiếu đế truyền thừa của Long Mạch, vốn thuộc về thiên mệnh, vậy thì, các thiên tượng báo trước đế vương có nguy như sao trổi Tây xuất, huỳnh hoặc thủ tâm, dĩ nhiên là ứng với bên cạnh thiếu đế có tai họa. Ai là tai họa? Không cần nói cũng biết. Đồn đến càng về sau, vị thiếu niên hoàng đế trong hoàng cung vốn bị người chỉ trích trước đây, người người trông mong ngài thối vị nhượng chức đã biến thành một con rối đáng thương thân bất do kỳ. Đồn rằng, ngài bị Nhiếp Chính Vương giám sát và ép buộc, mỗi lời nói cử động đều không phải ý mình, gồm cả trận chiến phương Bắc hao người tốn của này cũng không phải bản ý ngài. Trên dưới cả triều, đối mặt với dâm uy của Nhiếp Chính Vương, không ai có thể phản kháng. Dĩ nhiên, đều là lời lẽ trên phố nhỏ ngoài cung. Trong triều, đại thần và quan viên nhất định không giống bị dắt mũi như vậy, vì tầm mắt họ có hạn, ắt chỉ có thể như người mù sờ voi. Nhưng, đến ngày hôm nay, Nhiếp Chính Vương và thiếu đế ngoài mặt xem như vẫn hòa khí như cũ, thật ra ngày càng xa cách, về điểm này, ai cũng nhìn vào trong mắt. Mấy ngày vừa qua, vì biến Tây Quan mà các đại thần vốn kiên định chủ chiến như bọn Phương Thanh, thậm chí là Hiền Vương, đối mặt với lời chất vấn trách móc mãnh liệt, cũng không thể không im lặng. So sánh rõ ràng, phe im lặng sau khai chiến, lại sinh động hẳn lên, âm thầm tích cực bôn ba. Còn có một nhóm, vốn không đứng về phe nào, hay là nói, không dám đứng, tỷ dụ, nhìn Đinh Thái Phó là đại biểu, hiện giờ, cuối cùng cũng thân bất do kỳ bị cuốn vào. Bọn hắn đều cảm thấy lo nghĩ và thoáng do dự. Đến cùng đứng về phe nào, hiện giờ đã vượt tất thảy, trở thành vấn đề nan giải mà họ phải gấp rút đón đỡ làm ra lựa chọn. Trong cơn sóng ngầm cuồn cuộn, 3 ngày trước, tâm tình đã đạt mức cao nhất. 3 ngày trước, triều đình nhận được tin tấu mới nhất đến từ Nhạn Môn. Tại lúc Tây Quan nguy nan, Bắc cảnh Nhạn Môn cũng lâm vào nguy cơ chưa từng có. Xí Thư bắt lấy thời cơ binh lực Nhạn Môn trống rỗng chưa về, gấp rút triệu tập toàn bộ đại quân xung quanh gã có thể lúc ấy, tổng cộng 10 mấy vạn, điên cuồng tiến đánh Nhạn Môn. Đối mặt với đội kỵ binh người địch nhiều gấp mấy lần mình, Khương Tổ Vọng bố trí phòng bị, lui giữ về Thanh Mộc Nguyên. Ông khoác giáp ra trận, xung phong đi đầu, dẫn tướng sĩ dục huyết phấn chiến, mạnh mẽ dựa vào đội quân không đến 3 vạn, ở đấy chặn lại từng đợt tấn công của đối phương, giữ vững Thanh Mộc Nguyên không lùi nửa bước, mãi đến khi quân Trung Lộ lui về kịp, sau khi hội sự giết ngược lại quân địch, lần nữa chiếm về một vùng Hằng Châu. Trận chiến bảo vệ Nhạn Môn lần này, chân chính ghi danh chiến thần Khương Tổ Vọng. Đã nhiều năm trôi qua, dù chiến sự liên tiếp phát sinh ở Nhạn Môn, nhưng phần lớn là xung đột cục bộ, thường không cần chờ đến ông đích thân xuất mã chiến sự đã dừng. Người trong quân đều biết danh chiến thần có từ thời trẻ của ông, nhưng chỉ thế. Mãi đến lần này, tất cả người muôn phương có thể tận mắt chứng kiến, như thế nào là ra vào chiến trường như chỗ không người. Ông từng mấy lần trong lúc chiến cuộc rằng có bất lợi mà đột trận, thần uy lẫm liệt, không ai có thể ngăn cản, trong vạn quân chém tướng địch đứng đầu, từ đó chơi đùa sóng cuồng, thay đổi chiến cuộc. Mãi cho đến về sau, nơi soái kỵ ông đến, quân địch thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, rối rít chạy đường vòng, không ai dám can đảm đối chiến cùng ông. Song, dù có sức bắt hổ trói rồng, ông cũng chỉ là con người. Ngay lúc Nhạn Môn không ngại, tất cả thở phào, ông gắng gượng hết xiết, ngã xuống. Nghe nói lúc ấy, chiến sự vừa mới kết thúc, chiến quả không dễ, nơi nơi đều là tiếng hoan hô từ kiếp sau sống lại, chỉ không thấy mỗi đại tướng quân, cuối cùng khi bộ hạ tìm tới, phát hiện một mình ông ngã ra đất trong đại trướng. Mãi đến khi ấy, mọi người mới biết, thì ra ngày tin tức Tây Quan truyền đến, vết thương cũ của ông đã tái phát, chỉ là vẫn luôn cố nén, không lộ ra ngoài thôi. Tới chừng đó, thương thế của ông đã cực nặng, nôn ra máu không ngừng, người đã hôn mê. Tấu chương này là lời lẽ trong lúc tỉnh táo ngắn ngủi truyền lại, do văn thư viết thay mà thành. Ông đã ôm tội dùng người không thích đáng, vì biến Tây Quan mà thỉnh tội với triều đình, cũng vì mình không thể tiếp tục thống lĩnh trận đại chiến phương Bắc, cô phụ tín nhiệm của Hoàng đế bệ hạ mà cảm thấy áy náy sâu sắc. Vì ngăn ngừa chậm trễ đại sự tiền tuyến, ông đã tới lúc gần kề lệnh cho tướng quân Trường Ninh tạm thời thay ông thay quyền quân vụ, tiếp tục hiệu lệnh đại quân. Cuối cùng, trong tấu, ông nói, đây không phải là đề nghị dùng người thân duy nhất của mình, liên quan đến chuyện quốc chiến, ông tuyệt đối không dám. Mà, chính là cân nhắc vì chiến sự mà ông mới không thể bỏ dùng chỉ để tránh hiểm nghi. Đây chẳng những là cá nhân ông tiến cử, mà cũng là kết quả trên dưới trong quân nhất trí ủng hộ, cho nên, ông cả gan đệ trình triều đình, hy vọng triều đình ủy nhiệm giúp. 3 ngày trước, lúc triều đình nhận được tấu, Cao Trúc là người đầu tiên nói câu phản đối. Lý do của ông ta rất đầy đủ, xem như Khương Tổ Vọng ôm hết tội, chỉ xét riêng tư lịch và tuổi tác của tướng quân Trường Ninh mà nói, để cô đảm đương trách nhiệm nặng nề đó, như là một trò đùa, không thể phục chúng. Hiện giờ Tây Quan là may mắn mới không có chuyện gì, trận chiến Nhạn Môn này phải chăng còn cần tiếp tục, dù đợi thương thảo, dù nhất định phải chiến, cũng nên là người ổn thỏa được chọn thích hợp, chứ không phải mặc cho đám quân Nhạn Môn trong mắt không có triều đình, tự mình tính toán. Cái nhìn này của ông ta tượng trưng cho sầu lo của một nhóm người. Đến cả bọn Phương Thanh cũng thấy có chút do dự, còn phe trung gian, không mở miệng tại chỗ, chỉ là vì kiêng kỵ Nhiếp Chính Vương mà thôi. Tất cả đều cho rằng Nhiếp Chính Vương sẽ phản bác, nào ngờ, y hời hợt nói, đại triều hội 3 ngày sau, lại thảo luận việc này. Câu nói đó xem như tùy ý, song rất nhiều người âm thầm tụ họp lại cẩn thận phân tích, cuối cùng nhất trí rằng, đây là ý Nhiếp Chính Vương muốn ngày đó ép phái vốn đứng trung gian cũng phải ra lựa chọn. Cho thời hạn 3 ngày, chính là muốn mọi người đều nghĩ rõ hậu quả đối nghịch với y. Mặc dù Lưu Hướng đã đi, tướng quân cấm quân đã đổi thành người của thiếu đế, nhưng nhượng bộ này của y lại bị chú giải là trấn an thiếu đế, là để cho người khác nhìn. Trong tay y, còn vững vàng nắm quân của Trần Luân. Mà càng không cần phải nói, bấy giờ còn có tinh binh thiên hạ đang tập kết ở Nhạn Môn. Sao không khiến người cảm thấy hoảng loạn chứ? Đêm nay, chính là đêm cuối trước buổi triều hội. Chương 94. Đêm dần khuya, Thúc Thận Huy rời thư phòng về lại Phồn Chỉ Đường nghỉ ngơi. Ấy là một buổi tối yên tĩnh, y ngủ rất sâu, từ lúc nằm xuống còn không xoay người một lần. Đến canh 5, thời điểm thâm trầm nhất đêm, đương lúc tuyệt đại đa số người trong tòa hoàng thành này còn say trong giấc mộng, y tỉnh dậy. Trương Bảo ngó thấy ánh đèn mơ hồ hắt ra từ cửa sổ tầm đường, biết Nhiếp Chính Vương đã dậy, bèn dẫn theo 2 tiểu hầu, gõ cửa đi vào. Nửa năm nay, Nhiếp Chính Vương không còn ở Hoàng Cung, có trễ y cũng về Vương Phủ nghỉ ngơi. Như thường lệ, rửa mặt thay đồ xong, dùng bữa sáng đơn giản, y sẽ xuất hiện ở cổng, cưỡi ngựa đi Hoàng Cung, bắt đầu đi triều hội. Xem ra, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, không thể bình thường hơn. Năm nay cha của Trương Bảo đã chóng già yếu đi, Nhiếp Chính Vương không cho ông theo hầu, Trương Bảo nhận hết mọi việc. Không chỉ thế, hiện giờ cậu cũng dẫn theo 2 con nuôi. Trong mắt 2 tiểu hầu, cậu ăn nói ý tứ, làm việc trầm ổn, nghiễm nhiên là chân truyền của lão thái giám gia gia bọn hắn nên có phần kính sợ cậu. Song Trương Bảo biết, mình là thế nào. Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ lúc Vương Phi đi khỏi, cậu cảm thấy tất thảy chung quanh từ từ không còn giống trước đây. Cậu không thể nào không lo không nghĩ như trước nữa, càng không biết bắt đầu tự mở mang bao giờ, trực đêm không còn lười biếng ngủ gật, không muốn nói, thậm chí đến cười cũng không cười được. Cậu biến thành một người yên tĩnh, càng lúc càng giống cha cậu. Song lòng cậu biết, thật ra cậu không làm được giống như cha mình, lạnh lùng liếc mây thương chó, thế sự biến ảo. Nhất là gần đây, cậu thấy vô cùng ức chế, có khi tức đến muốn hộc máu, song lại không thể biểu lộ nửa phần. Lúc này, cậu dẫn người vào Phồn Chỉ Đường, như thường lệ, đâu ra đấy hầu hạ Nhiếp Chính Vương rửa mặt thay đồ, xong xuôi đứng sang một bên, nhìn Nhiếp Chính Vương một mình ngồi xuống, cúi đầu dùng bữa sáng. Thúc Thận Huy liền ăn một đĩa rau mầm xào bày trước mặt nhất và một bát cháo, buông đũa, ngẩng lên, đang định đứng dậy thì thấy Trương Bảo ngẩn ra nhìn mình, mi mắt hơi sưng, thấy y nhìn mới hoàn hồn, khuyên y ăn thêm chút. Thúc Thận Huy không thấy đói, cũng không thấy ngon miệng. Ta no rồi, còn lại chưa động tới, các ngươi dùng bữa đi. Cậu không nghe, lại đau lòng khuyên nhủ. Biết điện hạ muốn lên chiều sớm, phải chuẩn bị trước. Song điện hạ gầy hơn trước nhiều, cha đã dặn nô tỳ phải hầu hạ điện hạ cho tốt. Còn Vương Phi nữa, lần tới ngày gặp điện hạ, sẽ cho là nô tỳ lười biếng, không để tâm. Trương Bảo nói xong, thấy Nhiếp Chính Vương ngó mình, lập tức cười cười, rồi chấp đũa, ăn tiếp thật. Trương Bảo nhìn, vốn phải vui vẻ xong lòng lại thấy chua xót, mắt nóng lên theo, sợ bị nhìn thấy bèn âm thầm quay đầu chớp mắt mấy cái, chợt nghe tiếng Nhiếp Chính Vương bên tai. Sao vậy, vẻ mặt như đưa đám thế? Trương Bảo cuống quýt quay mặt lại. Không có, là nô tỳ cao hứng. Thúc Thận Huy nhướng mắt, nhìn cậu nhíu mày. Cao hứng thì cậu khóc cái gì? Trương Bảo bị chọc trúng tâm sự, giải thích. Nô tỳ cao hứng thật. Mấy ngày qua, liên tiếp có chuyện tốt. Vương Phi lập chiến công, Tây Quan không sao, còn nữa, sáng nay điện hạ dùng bữa cũng nhiều hơn. Trương Bảo hận mình vô dụng, miệng thì bảo cao hứng mà mắt lại đỏ lên, thấy ngài vẫn nhìn mình bèn không kìm được, quỳ thụp xuống nức nở. Nô tỳ đáng chết, làm mất hưng phấn của điện hạ. Nô tỳ có chỗ đau lòng, là vì cảm thấy không cam lòng cho điện hạ, không đáng. Sao người ta lại nói điện hạ vậy chứ? Thúc Thận Huy hờ hững ồ lên đáp. Nói ta cái gì? Nói y lấn ngôi ấu chủ, bên trong khống chế triều chính, bên ngoài liên kết kẻ mạnh, lấy chiến tranh nuôi công, không khác Cao Vương thứ hai. Kẻ thù chính trị thì thôi đi, bọn tiểu dân vô tri cũng không thể bắt họ rõ ràng sự thật. Nhưng Trương Bảo không nghĩ ra, đừng nói ai khác, đến cả thiếu đế cũng giống như trở nên không giống trước đây, bỏ mặc những công kích không chút căn cứ, như từng mũi tên độc bắn đến Nhiếp Chính Vương. Từ nhỏ đến lớn, không phải ngài luôn tin tưởng điện hạ nhất sao? Đến cùng là vì cái gì? Trương Bảo chậm rãi ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh mang ý cười nhẹ của Nhiếp Chính Vương, đột nhiên run lên, hiểu ra. Sao tự dưng cậu lại lỗ mãng ngu xuẩn đến thế? Khuyên ăn thì khuyên ăn đi, ngay trước mặt điện hạ lại nhắc tới chuyện suối quẩy đáng sợ này. Cậu nhanh nhẹn chùi mắt, mở miệng chọc cười như trước giờ, giả đò tự tát tai mình, che mặt. Nô tỳ nhớ rồi, là đêm qua ngủ không ngon, nên còn mơ màng ăn nói hoang đường. May mà tát một tát mới tỉnh, điện hạ mau dùng bữa, chậm nữa e là không kịp tảo chiều. Thúc Thận Huy không nói gì, tiếp tục bữa sáng, xong xuôi, không nhanh không chậm nhận lấy khăn mặt từ Trương Bảo nhẹ nhàng lau môi, cuối cùng nhìn Trương Bảo, cười nói. Còn sớm, ta đi, cậu ngủ lại bù giấc đi. Vương Nhân dẫn theo mấy thủ hạ đang đợi ngoài cổng chính Vương Phủ, đợi y lên ngựa mà theo cùng. Toán người đội bóng đêm đen kịt trên đầu, cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc trong trẻo trên con đường lát đá, rời Vương Phủ, như thường lệ đi Hoàng Cung. Không xa bên ngoài, ở góc sâu trong ngõ hẻm, trong bóng tối được bóng đêm che giấu, một đôi mắt dõi theo chằm chằm nhìn bóng lưng ấy, mãi đến khi y dần tan biến vào bóng đêm, bèn lặng lẽ rời đi, chụp lấy con đường nhỏ thông suốt tứ phương bàn cờ của thành Trường An, nhanh chóng truyền tin đến địa điểm đã định. Đêm qua, với Thúc Thận Huy mà nói, là một đêm yên ắng bình thường. Song với một số người khác, là một đêm trắng đêm không ngủ. Theo hết biến cố này đến biến cố khác của cuộc chiến phương Bắc, chiến tranh trong triều cũng trở nên mỗi lúc gay cấn. Dù thái độ của thiếu đế đến giờ vẫn mơ màng, không chắc chắn. Song ngài im lặng, đã đủ. Im lặng, tính theo cấp độ nào đó mà nói, là tán đồng lớn nhất. Tất thảy đều đã kế hoạch xong xuôi. Trong bóng đêm, bọn hắn đang ngừng thở, khẩn trương chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Lấy đạo gậy ông đập lưng ông, bằng chính cách trước kia y đối phó Cao Vương, tại lúc y hoàn toàn không sẵn sàng sẽ cho ra một kích chí mạng. 300 người đã nằm chờ ở trên con đường vào cung y ắt phải ngang qua. Sau tiệc đầu năm, mỗi lần vào chiều y xuất phát đều cực kỳ có quy luật. Mỗi ngày vào giờ dần, từ Vương Phủ đi ra, chưa tới 2 khắc đi đường, đến Hoàng Cung, đi vào từ cửa Nam. Lúc này, triều thần còn chưa ai đến, vào cung xong y sẽ đi Văn Lâm Các trước, tạm nghỉ một lát, xử lý sự vụ. Đợi đến giờ Mão gần điểm, triều thần lần lượt tề tụ, y sẽ quay ra, đi Điện Tuyên Chính tham gia triều hội. Hành trình của y, bất kể thời tiết thế nào, sấm đánh không động, chưa từng thay đổi. Mấy trăm người nấp hai bên hẻm tối hướng tới ngự đạo cửa Nam. Đợi đến khi y xuất hiện, tất cả tuôn ra, loạn tiễn cùng bắn, y có là Đại La thần tiên cũng không thể thoát khỏi bắn giết. Đến chừng Thúc Tiền biết tin cửa Nam khác thường, đã qua giờ dần. Thúc Thận Huy đã xuất phát từ Vương Phủ, đang trên đường đến Hoàng Cung. Đến bẩm báo dị thường cho cậu là đầu lĩnh cấm quân hiện giờ Giả Hựu, chính là đội trưởng từng mai phục trong vườn Phủ Hiền Vương thăm dò võ công Khương Hàm Nguyên. Hắn là tâm phúc của Thúc Tiền. Ngự đảo ở ngoài cung là do Túc Vệ quản hạt. Rạng sáng, một tiểu đầu mục trong nhóm Túc Vệ lặng lẽ vào đưa tin, bảo cấp trên nói phương Bắc đang giao chiến, đề phòng Trường An có gian tế Bắc địch trà trộn vào, tạm thời cần phải tăng cường bố trí phòng bị. Vốn chẳng có gì, song cửa Nam Hoàng Cung là vùng ông quản, được thôi, là muốn điều ông đi nơi khác. Vì là lệnh cấp trên nên ông không thể không đi, thay ban xong, thầm thấy kỳ quặc. Phải biết, bình thường mà nói, chỗ như cửa Nam này, đột nhiên thay đổi trực đêm là phi thường hiếm thấy, thường thường là báo hiệu có chút biến hóa. Ông cũng làm ban sai kỳ cựu nhiều năm, âm thầm đưa tin, hỏi phải chăng trong cung đã có lệnh. Giả Hựu không hề hay biết, nhận được tin lập tức chạy đến bẩm báo thiếu đế. Được bệ hạ coi trọng, từ sau khi ti chức may mắn tiền nhiệm, chiếu theo lệnh bệ hạ, âm thầm liên lạc không ít chỗ quen biết cũ trong đám Túc Vệ quân ngoài cung và hai ti của Trần Luân, Lan Vinh, bảo họ hễ phát hiện khác thường, bất kỳ lúc nào, đều có thể dùng lối bí mật kịp thời truyền tin vào. Tiểu đầu mục này chính là một trong số. Cửa Nam tuy là vùng ngoài cung song lại là con đường mà bá quan vào cung vào triều ắt phải qua. Nửa đêm Túc Vệ ngầm đổi phòng vệ, sáng nay là đại triều hội, ti chức sợ nhỡ có sinh biến, cố ý đến bẩm báo. Thúc Tiền đã dậy thật sớm, đang chuẩn bị cho triều hội hôm nay, nghe vậy, vẻ mặt giận dữ, không cần nghĩ ngợi bèn lệnh Giả Hựu truyền quan thủ ti phụ trách phòng thủ cửa Nam đêm qua vào tra hỏi. Giả Hựu đang vội ra ngoài truyền lệnh, chợt nghe thiếu đế nói. Chờ một lát. Hắn vội dừng bước, quay lại thấy thiếu đế đứng yên một lát, khuôn mặt âm u bất định, chợt nói. Chấm tự mình ra xem một chút, đến cùng thì ý bọn chúng muốn thế nào. Giả Hựu rối rít đáp vâng. Thúc Tiền vội thay y phục xong, đang định xoay người cất bước đi ra tầm cung, chợt nghe có tiếng bên tai. Còn chưa tới giờ mão, trời còn tối om om, bá quan còn chưa vào cung, bệ hạ muốn đi đâu. Thúc Tiền ngẩng lên, chỉ thấy trước mặt một toán người đi tới, hai công nhân đi đầu cầm đèn lồng soi đường, Lý Thái Phi được người dìu, bãi giá đến. Chương 95. Thúc Tiền thấy Lý Thái Phi chậm rãi đi tới, bằng ánh mắt tràn ngập từ ái nhìn cậu, vẻ đau lòng hiện trên mặt, thở dài nói. Mấy ngày qua, trong ngoài triều đình liên tiếp xảy ra chuyện, không chuyện nào có thể để bệ hạ bớt lo. Hôm nay là đại triều hội, chắc hẳn ít nhất cũng phải 1-2 canh giờ, lão thân nghe mẫu hậu người nói, gần đây người không hào hứng ăn uống, lão thân cũng rất lo lắng, cố ý chuẩn bị chút bữa sáng cho bệ hạ, đều là món bệ hạ thích ăn từ nhỏ, giờ còn sớm, không cần vội, bệ hạ dùng xong, đợi bá quan đến hắn đi điện tuyên chính, cũng không muộn. Dứt lời, mấy người hầu dâng hộp cơm mạ vàng nhanh nhẹn bước vào bày bữa sáng ra. Bệ hạ, dùng bữa trước nào, Lý Thái Phi mềm giọng khuyên nhủ. Thúc Tiền như chưa từng lọt vào tai, tiếp tục cất bước đi ra, mới mấy bước, sau lưng có tiếng quát. Dừng lại. Thúc Tiền dừng bước, quay lại, thấy nụ cười từ ái trên mặt Thái Phi mất sạch, bà quét mắt hai bên, kẻ hầu theo bà tới lập tức rối rít rời khỏi, cuối cùng chỉ còn công nhân của đế cung. Các ngươi cũng lui ra, lão thân có lời muốn nói với bệ hạ. Lý Thái Phi sai Giả Hựu. Giả Hựu ngó thiếu đế, thấy y cứng đờ, không nói không rằng, chần chừ một lúc rồi khom người hành lễ xong dẫn người lui ra. Trong tầm cung, cuối cùng chỉ còn lại hai người Thúc Tiền và Lý Thái Phi. Đêm qua ở cửa Nam ngoài cung bí mật thay quân, ý các người là thế nào? Thúc Tiền mở miệng liền hỏi, giọng khô khốc. Lý Thái Phi nói. Lão thân thấy có vẻ như bệ hạ không hạ quyết tâm nổi, hiện giờ là lúc khẩn yếu quan đầu, vừa may gặp cơ hội tốt, bất đắc dĩ lão thân chỉ có thể giúp bệ hạ quyết định. Sắc mặt Thúc Tiền đại biến. Các người là muốn ra tay ngay lúc ngài ấy vào cung. Bệ hạ, đã đến lúc này, chả lẽ ngài còn nhớ tình cũ, do dự. Thúc Tiền khựng lại. Trước đây y không màng tới ý nguyện của bệ hạ, ép bệ hạ hạ chỉ phát binh, chỉ riêng điều ấy đã thấy lòng mưu phản, sớm nên tru sát, có thiên đao vạn quả cũng không đủ hết tội. Đến khi Tây Quan có biến, trời cao cảnh báo mà y vẫn không hề muốn ăn năn, khư khư cố chấp. Dụng binh cũng vậy, đường đường đại nguy ta, lẽ nào ngoài nhà họ Khương, trong triều không có kẻ dùng ư? Cao Trúc là lão tướng mà tiên đế để lại cho bệ hạ, chung với bệ hạ, tương lai đủ. Có thể vì bệ hạ đuổi hổ trục lang, bình định thiên hạ, y lại gạt đi không cần, mấy năm ấy, để Cao Trúc không thể không dùng danh nghĩa tận hiếu mà tránh càn quét của y, mong tự vệ. Giờ cũng vậy, quả nhiên, y vẫn chẳng thèm màng tới tiếng phản đối của cả triều đình, kiên trì muốn đưa một đứa con gái lên làm thống soái binh mã thiên hạ. Kỳ cục, chưa từng nghe thấy bao giờ. Cô gái kia là gì của y, lẽ nào bệ hạ không biết? Nói gì mà đợi đến triều hội hôm nay lại bàn, rõ ràng là y lấy đó tạo áp lực, ép triều thần đứng về phía bên kia. Nếu là trước đây, y dùng khuôn mặt giả nhân giả nghĩa lung lạc bệ hạ bị y mê hoặc thì cũng thôi, chuyện đã đến nước này, y đối đãi bệ hạ thế nào, ngài không biết ư? Ngang ngược đến bước này, y đặt bệ hạ ở đâu? Lẽ nào đến giờ bệ hạ vẫn chưa tỉnh ngộ, còn không ra tay, chờ y từng bước một trừ bỏ trung thần tiên đế giữ lại cho bệ hạ, ta e rằng sau này ngài hối hận thì đã muộn. Thúc Tiền dừng mắt trên mặt bà, gần từng chữ. Năm ngoái vào đêm đại hôn ngài ấy gặp chuyện, xem ra, cũng là ý của Thái Hoàng Thái Phi. Tuổi Lý Thái Phi thật ra chưa đầy ngũ tuần, song vì người mập, bình thường chẳng hoạt động gì, đứng một chút, nói nhiều thế này sắp không chịu đựng nổi, thở hổn hển mấy hơi rồi chậm rãi ngồi xuống, mới nói. Là lão thân an bài, đáng tiếc lúc ấy chuyện chưa thể thành. Bà nhấc tay, hận đập ghế ngồi mấy lần, nghe bôm bốp. Nếu ngày ấy thành công, sớm trừ bỏ kẻ này giúp bệ hạ, thì thiên hạ này, triều đình này, sao đến mức loạn đến hôm nay chứ? Thúc Tiền ngó sắc trời, không nói không rằng, dậm bước đi. Lý Thái Phi đứng phắt dậy, quát. Lẽ nào là bệ hạ đã quên di chỉ của tiên đế? Tiên đế khổ tâm một bận, trời đất chứng giám, bệ hạ dám kháng chỉ bất tuân. Giọng bà sắc bén vô cùng, như một mũi tên đâm vào người Thúc Tiền, đóng hai chân cậu xuống đất. Cậu đã bước đến cửa tầm cung, chợt dừng lại, cũng không cách nào rút ra. Lý Thái Phi từ sau đuổi kịp. Bệ hạ có trách tội lão thân cũng đành gánh chịu một mình. Đang lúc sống còn, chu sát kẻ này là thời điểm đúng lúc. Tất thảy những gì lão thân làm, gồm cả sắp xếp ngày hôm nay, đều tuân theo di mệnh của tiên đế, vì Giang Sơn xá tắc đại ngụy, vì đế nghiệp tương lai của bệ hạ. Thúc Tiền đứng bất động tại chỗ chốc lát, hơi ngửa đầu nhìn về bầu trời đen như mực hướng cửa nam ngoài hoàng cung. Bỗng nhiên, trong tai cậu có tiếng báo khác kéo dài. Đó là tiếng báo khác nhắc nhở khi mặt trời mới mọc, công nhân trong đế cung nhắc hoàng đế chuẩn bị thức dậy. Bắt đầu từ giờ dần 4 khắc, cứ qua mỗi 1 khắc, âm thanh này sẽ vang lên một lần. Giờ giấc ra ngoài của Thúc Thận Huy năm nay, Thúc Tiền tự nhiên rõ rành rành. Cậu biết, đương lúc vang lên âm thanh báo khắc này, tam hoàng thúc của cậu hẳn đã đến cửa nam. Nếu buông xuôi bỏ mặc, đến khi âm thanh báo khắc vang lên lần nữa, e rằng ngài đã đẫm máu cửa nam, xác ngã ra đất. Thúc Tiền dùng mình, bỗng tỉnh táo lại. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ. Có thật sự phải ra tay, cũng phải để tự ta đích thân. Nói xong bỏ lại Lý Thái Phi xông ra ngoài, nào ngờ Lan Vinh đã đứng dưới bậc, sải bước tới. Bệ hạ nghĩ lại, đừng xúc động, người của Cao Thượng Thư đã mai phục xong, đã đến nước này không thể quay đầu nữa. Cho dù giờ bệ hạ kêu dừng cũng không thể giấu được hắn. Sao hắn buông tha được chứ? Chúng thần thì đành vậy, làm việc tuân theo di chỉ tiên đế, bảo vệ bệ hạ, kết quả thế nào là do mệnh trời. Song bệ hạ thì tuyệt đối không thể. Chuyện đã như vậy, chắn chắn hắn cũng hận bệ hạ thấu xương, bệ hạ không thể để mình lâm vào nguy hiểm. Ngăn ngài ấy lại, ngăn ngài ấy lại. Lý Thái Phi trong kinh hoàng cũng đuổi theo, vì cơ thể mập mạp lại thở quá gấp, cuối cùng buộc phải vịn cửa điện dừng lại, khàn giọng gào Lan Vinh. Thúc Tiền mắt điếc tai ngơ, đẩy Lan Vinh ra, vừa tiếp tục phóng nhanh tới trước, vừa gào tên Giả Hựu. Lan Vinh kinh ngạc đến ngây người. Ông ta chân chính hiểu rõ ý đồ Lý Thái Phi, chuyện bắt đầu từ đầu năm ngoái lúc Thúc Thận Huy cầu thân Khương Hàm Nguyên. Lý Thái Phi thông qua Lan Thái Hậu mơ mơ hồ hồ, cùng ông ta âm thầm đạt thành nhận thức chung. Cũng là lúc ấy, ông ta mới biết, thì ra vị đồn ý Thái Hoàng Thái Phi mà trước đây mình không để mắt tới lại không đơn giản, đến cả Cao Trúc mình gặp mặt phải kính mấy phần kia cũng là người của bà. Bà ta hận Thúc Thận Huy tận xương, chắc chắn muốn trừ bỏ cho thống khoái. Dù không biết tường tận trong đó, song Lan Vinh suy đoán, hẳn không khỏi liên can đến tranh giành tình cảm hậu cung trước đây. Có điều, dù là nguyên nhân gì, đây cũng chính là ý muốn của ông ta. Diệt trừ Thúc Thận Huy đối với ông trăm lợi không một hại. Cứ thế, ông không chút do dự dùng tư thái khiêm nhường, đầu quân vào doanh trận này. Đêm đại hôn của Thúc Thận Huy gặp chuyện ngoài cổng lớn vương phủ, việc ấy cũng không do Lan Vinh chủ đạo. Ông chỉ dùng quyền lực ngầm trong tay tạo chỗ thuận lợi cho thích khách mai phục. Còn người cụ thể làm việc chính là của Cao Trúc đã mờ nhạt khỏi tầm mắt đám người lúc bấy giờ. Phía Lan Vinh vốn cho rằng chuyện chắc chắn thành, Nào ngờ thất bại, ngay trong đêm ông liền bị Thúc Thần Huy triệu đến hỏi thăm, chuyện qua đi nghĩ mà đầy kinh sợ, không dám tiếp tục làm việc chưa suy tính kỹ, những chuyện Lý Thái Phi muốn ông ta hiệp trợ cũng không chịu gật đầu tùy tiện. Mãi đến cuối năm ngoái, khi biết trong tay Lý Thái Phi có di chiếu của tiên đế mới rõ, vì sao Cao Trúc làm việc lại có dũng khí bực ấy. Hành động lần này, cũng là Cao Trúc đi đầu. Người này và Lý Thái Phi quan hệ không cản, trước đây luôn ẩn náu, giờ cuối cùng có cơ hội ra mặt, bề ngoài gánh trọng trách, luôn mồm tự cho mình là trung thần, ủng hộ thiếu đế, thực tế có ý gì, sao Lan Vinh lại không biết. Lão ta có đứa cháu nội vừa độ tuổi, có ý ngó hậu vị. Nghe nói, đây là ý nguyện của tiên đế. Lan Vinh khịt mũi coi thường việc này, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ dã tâm mượn tay đàn bà muốn thay thế Thúc Thận Huy độc trường đại quyền thôi. Có điều, chuyện đó sau này tính, chuyện gấp gáp hiện giờ là người bọn hắn muốn cùng nhau đối phó nhất, Thúc Thận Huy. Hành động lần này, sau nhiều lần liên tục cân nhắc, đến cả Lan Vinh bản tính luôn cẩn thận, cuối cùng cũng cho rằng có thể thực hiện. Giấu thiếu đế, tiền trảm hậu tấu, làm ngài bất mãn, là hậu quả bất lợi lớn nhất có thể có. Song với mình mà nói, có Lý Thái Phi phía trước gánh, còn có di chiếu của tiên đế, sau chuyện này, cho dù thiếu đế có thật sự trách tội thì ông ta cũng hoàn toàn có thể dùng chiêu thân bất do kỳ xin thiếu đế khoan thứ. Quan trọng nhất là, cho đến hôm nay, mặc dù thiếu đế còn chưa công khai trở mặt với Nhiếp Chính Vương, nhưng trong lòng ngài tất nhiên đã có chỗ đề phòng, điểm này, tin chắc không còn nghi ngờ. Lão hồ ly Cao Trúc dám can đảm thế, cũng là vì nhìn thấu điểm này, cho rằng chỉ cần trừ bỏ Thúc Thận Huy, tương lai của thiếu đế sẽ rơi vào tay hắn. Thế là kế hoạch hành động, cứ thế bày ra thực thi. Lan Vinh đã tính cả, thậm chí còn tính sau khi chuyện thành ông ta sẽ đối phó Lý Thái Phi và Cao Trúc thế nào, chỉ mỗi không tính được phản ứng thiếu đế đối với chuyện này, lại lớn vậy. Ông ta sợ đến mặt cắt không hột máu, vọt nhào tới quỳ sụp. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Ông chụp ôm lấy chân Thúc Tiền. Bệ hạ, tên rời cung không thể quay đầu. Chuyện đã đến nước này, lẽ nào bệ hạ nghĩ rút lui nhân thủ sẽ hết, các người sẽ có thể trở lại trước đây. Dù bệ hạ có tình nguyện thì hắn cũng không bỏ qua đâu, không chết không thôi. Lúc này Giả Hựu dẫn người vọt vào. Bệ hạ, Giả Hựu nghe lệnh, người nào dám can đảm ngăn trở chấm, giết không tha. Lan Vinh thấy thiếu đế cúi đầu, mắt lóe tia hung tợn nhìn mình chằm chằm, lập tức nhớ tới cảnh đêm giao thừa năm ngoái suýt thì mình bị ngài một kiếm đâm chết, dùng mình, nhẹ buông tay, người bị cậu ta đá văng ra. Giả Hựu tỉnh táo lại, thấy thiếu đế phóng ra ngoài, vội vã theo sau. Lý Thái Phi được người dìu tới, rốt cuộc cũng thở hồng hộc chạy vội tới gần, mặt mũi xám xanh, thịt thõng xuống bên hai má đang không ngừng run rẩy. Mau, mau gọi người, phải ngăn hoàng đế lại, có việc gì lão thân chịu trách nhiệm, giờ mà làm hỏng để y trốn được thì hoàng đế có thể vô sự, còn mỗi một người các ngươi, đừng mong xong chuyện. Lan Vinh biết rõ lợi hại, hốt hoảng chồm dậy đuổi ra tầm cung, chạy về hướng cửa nam. Từ đế cung đến cửa nam hoàng cung cách 3 lớp cung thành, gác cổng không dưới 10 chỗ, bình thường đi đường dù nhanh, đường thẳng gần nhất, chí ít cũng cần một khắc. Giả Hựu một đường cao giọng giống gọi phía trước nhanh chóng mở cửa, thủ vệ gấp gáp làm theo, Thúc Tiền chạy vọt đi không gặp trở ngại, một hơi vọt tới trước lớp cung thành ngoài cùng. Không ngờ, ngay trước khi còn cách cửa nam một bước, bước chân cậu bỗng chậm lại. Cửa nam đến cùng xảy ra chuyện gì, Giả Hựu vừa rồi đã đoán được. Hắn tuy là người của thiếu đế, hiện giờ Nhiếp Chính Vương và thiếu đế mơ hồ như nước với lửa, song tận trong lòng hắn lại có phần kính trọng vợ chồng Nhiếp Chính Vương, hiện giờ tin đồn bên ngoài vốn khiến hắn thấy không đúng lắm. Hắn biết là thiếu đế muốn chạy đến trận cuộc giết chóc sắp xảy ra, nên mới âm thầm thở phào, ước gì có thể chắp cánh bay đến. Thấy thiếu đế dừng lại, không khỏi khẽ giật mình, bèn dừng theo, thấy cậu một tay vịn tường, thở hào hển, đỏ mắt nói. Ngươi lập tức thay chấm truyền lệnh ra ngoài. Ai dám giết ngài ấy, chấm chắc chắn sẽ liên lụy cửu tộc. Cậu dừng đoạn. Ngươi tự mình dẫn người tiễn ngài ấy về vương phủ, chờ lệnh của chấm. Giọng cậu đầy run rẩy, xong mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng. Giả Hựu biết đây là ý giam lỏng, lòng hắn trùng xuống, nhưng vẫn lập tức gật đầu. Tuân chỉ. Hắn quay người, dẫn cấm vệ tiếp tục gấp gáp chạy xông ra cửa cung. Thúc Tiền hạ lệnh xong, đưa mắt nhìn bóng lưng đám Giả Hựu biến mất, chân nhũn ra. Tựa như sức lực cả người đều bị rút sạch, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Cậu tựa lưng vào thành cung, từ từ trượt ngồi xuống đất. Bệ hạ. Lan Vinh đuổi theo, thấy thế, không chắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không dám ra ngoài, đành quỳ một bên, thầm mong ngóng phía Cao Trúc tuyệt đối không có sai lầm gì. Từng giây chớp mắt rồi chớp mắt trôi qua, Thúc Tiền vẫn ngồi bệt trên cung đạo như hóa đá. Bên cạnh cậu là Lan Vinh quỳ hầu, xa xa cũng là cung nhân thị vệ một hàng dài đuổi đến cũng quỳ theo. Phía trống lâu hoàng cung, đã chậm rãi vang lên nhịp trống giờ dần 6 khắc. Ngày xưa vào lúc này, Thúc Thận Huy đã vào cửa Nam, đang trên đường đến Văn Lâm Các. Lát sau, Lan Vinh nhìn thấy Giả Hựu chạy thục mạng về, không khỏi cuồng loạn trong lòng, hắn một hơi vọt tới trước mặt thiếu đế, bẩm: Bệ hạ, không thấy Nhiếp Chính Vương, ngài không từ chỗ ấy vào cung. Thúc Tiền bỗng ngẩng lên, trố mắt chốc lát, nhảy phốc dậy chạy ra ngoài. Cậu xông ra cửa Nam. Trời vẫn tối, trên ngự đảo, trống rỗng, không có bất kỳ ai. Sắc trời hơi sáng, canh năm sắp tới. Bá quan như thường lệ, lần lượt từ cửa Nam vào cung, cuối cùng tề tụ bên ngoài điện tuyên chính. Triều hội hôm nay, tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Trên từ hiền vương Phương Thanh, xuống đến quan viên bình thường chức vị dưới cùng, không ai dám buông lỏng. Chờ khi thăng điện, bất ngờ phát hiện, Nhiếp Chính Vương thường ngày chưa từng vắng mặt, hôm nay không biết vì sao, người chưa đến. Không chỉ thế, hai người thượng thư bộ binh Cao Trúc và Lan Vinh cũng không thấy bóng dáng. Đám người không khỏi ngoài dự kiến, thấp giọng xì xào cùng nhau. Lúc này, trống chính canh năm vang lên, trong điện phát ra âm thanh thăng điện du dương mà réo rắt. Bá quan lập tức im lặng, nhanh chóng xếp hàng theo thứ tự đi vào đại điện, bất ngờ nhìn thấy trong điện có người. Người ấy đang đứng trước mặt gần chỗ đan bệ nhất. Trong điện ánh nến sáng rực chiếu đến, dưới chân ngài trải một bóng đen thật dài. Chính là Nhiếp Chính Vương Thúc Thận Huy. Thì ra ngài ấy đã đến từ trước. Chỉ là chẳng biết tại sao, hôm nay một mình đến sớm, đứng ở vị trí của y. Đợi bá quan ai vào chỗ nấy, Thúc Thận Huy như thường lệ, nhìn về phía điện hầu, bằng giọng thong thả, nói: Mời bệ hạ thăng tọa. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.